đi thật. Cho mày này. Thân đen đâu? Phải chuẩn bị sao Buddy, angry!
mỗi con cáp khoảng là có gì à. Tiến vẫn nó định nửa mãn á hả? Tiến à, Thùy định nửa mãn á. Gì mà biết á? Mày bảo nó làm đến ngày mai á vậy. Làm tối á vậy.
cho mày son mày không đấy nhỉ. Đó. Chó không thích nghe nhạc cả, không thích cắm xương à. Sao mà như thế rồi mà vẫn còn bị dính đòn làm hơi bay rồi.
Nhầm á, nhầm phát nằm thua mượn bọn này rồi. Đi trước ta vẫn đi sau ta thì quá kém rồi, còn phải đi bị ăn kít hết rồi. Này có đĩa thì hôm nay bị điên này, hôm nay nó bị điên rồi sao? Thua rồi. Chuyển nó phân này. Xong chưa?